Xin chào anh Duy ở Đồng Tháp, mình là Nhật Audio. Bây giờ Nhật đang test đẩy Crown CTS 3000 trước khi giao tranh. Rồi mời anh. Tôi mến trên trời dâng một ngày hiền hòa bên mây tranh. Đồng phố tôi như người qua một đêm gió lời đầu ta vẫn vào tim nhau trong mê biết nói sao. Từ đó chúng ta người mỗi nơi tìm lối yên vui rồi nhắc chi chuyện cũ thêm đau lòng ngầm người còn thương nhau. Cảm ơn anh Duy ở Đồng Tháp đẩm hội Nhật Audio. Bây giờ Nhật sẽ đóng thùng. Đây, Nhật sẽ đóng luôn thùng xốp trước khi giao tranh. Rồi, cảm ơn anh. Nhật sẽ bắt đầu ra biệt xe bốt để giao hàng cho anh Duy Đồng Tháp. Cảm ơn anh đã ủng hộ Nhật Audio.